Trước khi các bạn giao dịch future thì Binance sẽ yêu cầu các bạn vượt qua một cái bài kiểm tra về những cái quy định hay kiến thức để các bạn có thể giao dịch future, thì các bạn hãy ấn vào cái phần bắt đầu kiểm tra này nhé. Ở cái phần này mình sẽ hướng dẫn luôn các bạn cách để các bạn chọn các câu trả lời sao cho nó đúng. Ở câu hỏi thứ nhất, mức đòn bẩy khả dụng tối đa trên Binance Future là bao nhiêu? Cái này là đáp án 1 nhé. Ở câu hỏi số 2, ví nào sau đây không được hỗ trợ giao dịch trên Binance Future? Nó là ví margin, là đáp án số 3. Câu hỏi thứ 3, đâu không phải là điểm khác biệt chính giữa hợp đồng tương lai kỳ quỹ bằng USDT và hợp đồng tương lai kỳ quỹ bằng coin? Cái này nó là đáp án 3, mức đòn 7. Câu hỏi số 4, mức thiệt hại tối đa khi giao dịch hợp đồng tương lai là bao nhiêu? Câu này là đáp án 1. Câu hỏi 5, đâu không phải là điểm khác biệt chính giữa hợp đồng tương lai vĩnh cửu và hợp đồng tương lai theo quý? Cái này là đáp án 2, là phương án giao dịch. Câu hỏi thứ 6, nếu một người dùng có lệnh hoặc vị thế đang mở, người dùng có thể thực hiện hành động nào sau đây? Câu này là đáp án 3 nha. Câu hỏi số 7, mức giá nào sẽ được Binance Future dùng làm giá tham chiếu để xác định xem một vị thế có nên bị thanh lý hay không? Cái này là đáp án 3. Câu hỏi 8, khi nào thì người dùng sẽ bị gọi ký quỹ khi số dư ký quỹ của họ thấp hơn? Nó là mức ký quỹ duy trì, đáp án 3. Câu hỏi số 9, liệu BNB trong ví ký quỹ bằng USDT của người dùng có thể được dùng làm ký quỹ để mở vị thế mới hay không? Câu này là không các bạn nhé, đáp án 2. Liệu PNL chưa ghi nhận có thể được dùng làm ký quỹ để mở vị thế mới không? PNL là cái phần lỗ lãi của mình đấy, phần lãi đấy. Câu này là đáp án 1, được phép dùng nhá. Câu hỏi số 11, không nên thực hiện hành động nào sau đây giữa lúc giá đang có biến động dữ dội? Cái này là đáp án 3. Và câu hỏi cuối cùng, bạn có nên vay cá nhân để giao dịch future? Cái này là không các bạn nhé, đáp án 2. Và các bạn kích vào cái trả lời nhanh. Các bạn kích vào trả lời nhanh ở đây nhé. Đấy, thì nó khi các bạn trả lời đúng thì nó sẽ báo xanh ở trên này. Tất cả câu trả lời đều đã đúng rồi. Thì các bạn kích vào cái giao dịch future này nhé. Đấy, bây giờ thì các bạn có thể tham gia giao dịch future rồi.